Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập kết nối giữa hai router series 2500 sử dụng các interface Xeron 0. Trước khi tiến hành thiết lập các thông số trên router series 2500, chúng ta cần xây dựng một mô hình kết nối như sau. Trong mô hình này, ta sẽ sử dụng hai router series 2500 kết nối với nhau thông qua các interface Xeron 0 và interface Xeron 1. Sau khi đã thiết lập kết nối giữa hai router, chúng ta cần thực hiện từng bước như sau. Trước tiên, chúng ta sẽ tiến hành kết nối giữa một máy tính với cổng console trên thiết bị. Sau khi đã kết nối được giữa máy tính với thiết bị, chúng ta sẽ tiến hành thiết lập các thông số tuần tự trên từng router. Đầu tiên, ta sẽ thiết lập địa chỉ IP và kích hoạt interface Xeron 0 trên router R1. Để thiết lập các thông số trên router R1, chúng ta sẽ mở chương trình Hyper Terminal để thiết lập kết nối với thiết bị. Sau khi đã thiết lập được kết nối với thiết bị, chúng ta có thể tiến hành thiết lập một số thông số như đặt tên cho thiết bị. Để có thể tiến hành đặt tên cho thiết bị, ta cần chuyển từ chế độ User Access sang chế độ Replica Access. Tiếp theo, ta sẽ chuyển vào chế độ Global Configuration. Tại chế độ này, ta sẽ tiến hành đặt tên cho thiết bị. Ở đây tôi sẽ đặt tên cho thiết bị là R1. Tiếp theo, ta tiến hành thiết lập thông số cho interface Xeron 0 trên router R1. Tuy nhiên, trước khi tiến hành, chúng ta cần kiểm tra xem interface Xeron 0 trên router R1 được kết nối vào cáp sử dụng đầu nối DTE hay DCE. Vì nếu interface Xeron 0 được kết nối vào cáp sử dụng đầu nối DCE thì trong quá trình thiết lập thông số cho interface này, chúng ta cần phải thiết lập xung nhịp hay clock rate trên interface này. Để kiểm tra, ta sử dụng lệnh sau. Ta muốn kiểm tra trên interface Xeron 0 và như trên màn hình các bạn có thể nhìn thấy là interface Xeron 0 được kết nối vào cáp sử dụng đầu nối DCE. Do đó, trong quá trình thiết lập thông số cho interface này, ta phải thiết lập clock rate. Bây giờ ta sẽ tiến hành cấu hình các thông số cho interface Xeron 0. Ta sẽ đặt IP cho interface này. Sau khi đặt xong IP, chúng ta sẽ cấp clock rate. Khi đã thiết lập xong clock rate, ta sẽ kích hoạt cho interface hoạt động. Như vậy, quá trình thiết lập các thông số trên router R1 đã hoàn tất. Ta tiến hành lưu các thông tin này lại.
nhấn Enter để xác nhận. Như vậy, các thao tác cấu hình trên router R1 đã hoàn tất. Sau khi đã thiết lập xong các thông số cho router R1, tiếp theo ta sẽ tiến hành thiết lập địa chỉ IP và kích hoạt interface 01 trên router R2. Các bước thiết lập trên interface 01 trên router R2 tương tự như trên router R1. Tuy nhiên, trong quá trình thiết lập các thông số cho interface 01, chúng ta sẽ không cần thiết lập block red hay xung nhịp giống như là interface 0 trên router R1, vì giữa router R1 và router R2 được kết nối thông qua interface 0 trên router R1 và interface 01 trên router R2. Router R1 được kết nối vào cáp sử dụng interface 0 được kết nối vào đầu nối là DCE, do đó đầu nối còn lại là đầu nối DTE kết nối vào interface 01 trên router R2. Như vậy, khi thiết lập thông số, chúng ta sẽ không thiết lập xung nhịp cho interface 01. Để bắt đầu thiết lập các thông số cho interface 01 trên router R2, chúng ta cũng mở chương trình Hyper Terminal để thiết lập kết nối với thiết bị. Sau khi đã thiết lập được kết nối với thiết bị, ta cũng sẽ tiến hành cấu hình các thông tin tương tự như router R1. Ta cũng sẽ tiến hành đặt tên cho thiết bị. Ở đây tôi sẽ đặt tên cho thiết bị là R2. Sau khi đặt tên cho thiết bị, ta sẽ tiến hành thiết lập các thông số cho interface 01. Ta sẽ đặt IP cho interface này. Kích hoạt cho interface này hoạt động. Như vậy, quá trình thiết lập các thông số trên interface 01 đã hoàn tất, ta sẽ tiến hành lưu các thông tin này. Ta có thể kiểm tra trạng thái hoạt động của interface 01 trên router R2 như sau. Và các bạn có thể nhìn thấy thông tin về trạng thái hoạt động của interface 01. Tương tự, ta cũng có thể tiến hành xem trạng thái hoạt động của interface 0 trên router R1.
Sau khi đã thiết lập xong các thông số trên router R2, bước tiếp theo ta sẽ tiến hành kiểm tra thông mạng giữa hai router này. Vì hai router này được kết nối với nhau thông qua các interface serial trên hai router. Do đó, với những thông số chúng ta vừa thiết lập trên hai router sẽ cho phép hai router này thông mạng được với nhau. Để kiểm tra thông mạng giữa hai router, trên router 2 chúng ta sẽ sử dụng lệnh pin đến địa chỉ IP của interface dùng để kết nối router R2, chính là interface serial 0 trên router R1 có địa chỉ IP là 192.168.11.1. Và các bạn có thể nhận thấy khi chúng ta tiến hành sử dụng lệnh pin để kiểm tra thông mạng giữa router R2 và router R1, nhận thấy thông tin trả về là giữa hai router này có thể thông mạng được với nhau. Như vậy, phần hướng dẫn của tôi về cách thiết lập các thông số để kết nối giữa hai router series 2500 thông qua các interface serial đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thực hiện bài tập thành công.